Bị cáo LTH đã 3 lần đưa bạn gái chưa đủ 16 tuổi về nhà ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi giao cấu. Ngày 29 tháng 9, tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm bị cáo LTH 19 tuổi, ngụ Quy, Bình Tân về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm 7/2020, Tòa án Nhân dân Quy, Bình Tân tuyên phạt bị cáo LTH 2 năm tù về tội danh trên. Sau đó, bị cáo có đơn kháng cáo, xin được hưởng án treo để tiếp tục đi học. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và đã bồi thường cho phía bị hại. Đồng thời, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên. Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng tháng 7 năm 2019, H hiện là sinh viên năm nhất một trường đại học làm giữ xe cho siêu thị thì quen biết và nảy sinh tình cảm với T. Sinh năm 2006, lúc đó 13 tuổi, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 tháng 12 năm 2019, H đã 3 lần đưa T về nhà ở Quy, Bình Tân để thực hiện hành vi giao cấu, đến ngày 25. Tháng 12 năm 2019, mẹ của T biết được chuyện H và T quan hệ tình dục nên đã đến cơ quan công an tố cáo.